Đây, còn một cái nhiệm vụ cuối cùng. Ngay cái chỗ cái tiệm xương mộc á. Ngay chỗ phố đề Metro này. À, mấy bọn dịch chuyển cái chỗ đây. Đây là cái tầng trên cùng của nó. À, thằng kia là tầng dưới nè. Nhìn dễ hiểu lắm. Thấy không? Thấy cái đường, cái lối đi vô đâu đó. Đó là cái tầng bên dưới. Nè, cái tầng bên dưới này. Nghĩa là nó nằm bên dưới nha. Chơi chứ bây giờ cái phong tan nó lường cái bản đồ vậy dễ nhìn với hồi xưa mà cha bên sư Meru á, cha bên sư Meru mà đi khám phá mấy cái di tích làng mộ đâu màu mắm đâu, nó lường gì có cái bản đồ mà tầng trên tầng dưới như bây giờ đâu, họ đâu đi màu. Nè, mấy bọn tái là mấy bọn mua hết mấy cái số đồ của thằng này nè, là nó mở ra cái nhiệm vụ phải mua hết mới mở ra cái nhiệm vụ rồi. Ủa chưa nè, từ sáng mua hết luôn đó, nghệ thuật giao thiệp. Trời ơi, cái gì mà nhiều vậy? Ủa cái tài đa, cái này là cái tài giá mình nhận được người ta hay là sao ta? Mọi người thường nói tôi là người giỏi kinh doanh, giỏi phát hiện và nắm bắt cơ hội. Tôi không nghĩ vậy. Tôi nghĩ cơ hội là thứ được tạo ra xuất phát điểm của tôi không có. Và tôi cũng không có vốn. Điều duy nhất tôi có thể dựa vào chính là bản thân mình. Tôi có thể giao thiệp để thuyết phục những người có xuất phát điểm cao hợp tác với mình. Và tôi cũng có thể tạo ra cơ hội thông qua việc giao thiệp. Tất cả kinh nghiệm cho tôi biết một điều. Đó là giao thiệp có thể giải quyết được hầu hết các vấn đề. Đây là điều duy nhất tôi có thể dựa vào. Vì vậy, tôi hy vọng mọi người không làm theo những gì tôi nói. Nếu không, tôi sẽ phải đối mặt với một thế giới cực kỳ khó khăn đối với tôi. Nhiều dữ ta. Trước người một bước, tôi cho rằng có rất nhiều cuộc đàm phán có thể phân định thắng thua ngay khi vừa gặp mặt. Bất cứ biết rõ về tôi đều biết tôi có kinh nghiệm kinh doanh trên sa mạc. Đó là khởi điểm trong sự nghiệp của tôi. Lúc đó tôi rất nghèo khó, túng thiếu, cũng chẳng có thành tựu gì trong kinh doanh. Nhưng ở đó tôi đã học được một bài học quan trọng. Tiếng nói phải thật vang dội mới tạo cho người ta cảm giác tự tin. Bởi vì sa mạc vốn dĩ là một nơi luôn bài xích người ngoài. Họ sẽ chỉ giao dịch với những người mà họ tin tưởng. Họ sợ người ngoài. Họ có thể nói rằng họ sợ bị lừa gạt. Nhưng một tên nhóc tự lập với bàn tay trắng thì nhận được sự công nhận từ đâu chứ? Sau này tao mới hiểu rằng sự bài xích người ngoài của các lạc bộ sa mạc chỉ là bề ngoài. Vậy bản chất là gì? Chính là họ biết rằng bản thân mình không có khả năng đổ bổ độ tin cậy của hàng hóa từ bên ngoài. À, rõ ràng trong trường hợp này họ cần bọn cung cấp một bằng chứng thuyết phục để chiếm được lòng tin của họ, hoặc bọn có thể làm cho họ nghĩ rằng bọn có một bằng chứng vững chắc. Vậy làm thế nào để bọn khiến mọi người tin rằng bọn có bằng chứng? Đó là sự tự tin khi nói, ngay cả khi đó là một cách nói khoa trương. Chỉ cần bọn tự tin, người khác sẽ nghĩ rằng bọn có năng lực và họ sẽ tự thôi miên chính mình rằng bọn là người có thể tin tưởng. Vì vậy, tao phải nói lớn tiếng rầu hòn, lớn tiếng trách mắng. Họ sẽ bị choáng ngợp bởi khí thế của tao và sau đó họ bắt đầu nghĩ tại sao người này dám nói như vậy. Hẳn là bởi vì anh ta không thiếu người mua, anh ta chẳng quan tâm. Vậy thì hàng hóa của anh ta phải rất tốt và danh tiếng của anh ta cũng rất vang dội. Mua hàng của anh ta ắt sẽ không xe.
Chuyện sau đó chúng tôi đều biết rồi. Chúng ta đều biết rồi. Tôi đã kiếm được thùng vàng đầu tiên của mình. Vậy cùng nhìn lại xem, mục đích của giao thiệp đa số là để người khác công nhận hoặc chấp nhận nội dung mà bọn nói ra. Nếu bọn có thể giành quyền tiên phong, dùng khí thế của mình ốp đỏ đối thủ, thì anh ta sẽ bị bọn thuyết phục. Và mục đích giao thiệp của chúng ta không phải đã có thể dễ dàng đọc được hay sao? Trời, nó nhiều. Đạt đuối luôn nè. Dẫn dắt chủ đề. Theo tôi thấy, dẫn dắt chủ đề là cách giao thiệp rất hiệu quả. Nó thường là cách đón tin cậy để gỡ được tình huống khó khăn. Tôi từng muốn bán hàng hóa đến từ Montas và ở Lille, nhưng nhóm khách hàng lúc đó của tôi không biết đến Montas. Đa số họ đều là những người bình thường cả đời chưa từng rời khỏi Lille. Vậy thì đối với những khách hàng này mà nói, mua sản phẩm không biết là điều rất nguy hiểm. Thế thì đương nhiên việc buôn bán sẽ không thuận lợi. Không cần nói cũng biết, người tờ trợ của tôi lúc này cũng không còn tự tin nữa. Vấn đề này nhìn có vẻ khó khăn, nhưng giải quyết cũng rất đơn giản. Đối với khách hàng, nói với họ rằng Monstat là một nơi rất tốt, khiến họ có ấn tượng tốt, thậm chí là tin tưởng vào xuất xứ của hàng hóa. Rồi sự tự tin này sẽ được truyền lên sản phẩm, và cuối cùng sẽ tạo ra thành tích cho chúng tôi. Vậy, làm thế nào để giải quyết với người tờ trợ? Điều này là còn đơn giản. Anh ấy chỉ thiếu lòng tin. Vậy thì hãy cho lòng tin cho anh ấy, để anh ấy tin rằng việc bán hàng sẽ thuận lợi là được. Đương nhiên việc bán hàng có thuận lợi hay không cũng không quan trọng. Đã tìm được nguồn gốc của vấn đề rồi, phương án giải quyết cũng sắp xuất hiện. Để tránh cách giải quyết vấn đề quá lùa liễu, tôi đã chọn tiến hành một cuộc khảo sát thị trường. Trong bài khảo sát, tôi đã tuyên truyền rằng những người tham gia cuộc khảo sát sẽ có cơ hội nhận được Mara. Vừa nghe thấy có Mara, mọi người đều bị thu hút đánh. Vậy vấn đề đã xuất hiện. Có người hỏi chuyện này có liên quan gì đến cách thức giao thiệp hay không? Tôi có thể trả lời thế này. Vũ khí mạnh nhất trong cuộc đàm phán là sự thật. Mà sự thật thì có thể do con người thâu tóc. Câu hỏi trong bài khảo sát trông giống như là đang khảo sát, nhưng thực tế là đang dẫn dắt chủ đề, dẫn dắt mọi người đến một cách luận mà bọn muốn. Tiếp theo sự việc sẽ phát triển theo hướng như thế này. Tôi đã thiết lập một số câu hỏi trong bài khảo sát để dẫn dắt tư duy. Ví dụ như tôi phân tích biểu tượng của Montas là tự do. Bình thường thì yêu cầu của người Lille là cuộc sống yên bình và vui vẻ. Vậy tôi phải nghĩ cách để mọi người đưa ra một cách luận cuộc sống tự do và yên bình vui vẻ có sự liên hệ tất yếu với nhau. Cho nên xã hội xuất hiện câu hỏi như sau. Ví dụ như bọn có thích cuộc sống vui vẻ nhẹ nhàng với tiết tấu chậm rãi hay không? Có thích bầu không khí tự do hay không? Có cảm thấy rượu ngon có ích cho việc điều chỉnh cuộc sống hay không? Vân vân. Những câu hỏi này đa số người sẽ đưa ra phản hồi tốt. Tiếp theo, chúng ta có thể thông qua bài khảo sát để nói rằng Montas là một thành phố tự do và vui vẻ như vậy, bạn có thích thành phố như vậy không? Không cần hỏi nhiều. Trong số những câu hỏi trong số những câu trả lời mà chúng ta nhận được, đa số đều khẳng định như thế. Lúc này họ đã sản sinh ra một ấn tượng: người dân Montas đều vui vẻ. Dễ dữ rằng trong quảng cáo sau đó của tôi sẽ có thể đánh theo hướng rằng thứ tàu bắn không phải hàng hóa mà là một cách sống, một cách sống vui vẻ. Rõ ràng những phát triển sau này các độc giả đều có thể đoán được rồi. Đương nhiên chúng ta cũng sẽ gặp những kiểu người phản nghịch, thích làm những điều trái ngược. Những người này sẽ làm ô nhiễm dữ liệu trong bài khảo sát, ảnh hưởng đến người nhìn thấy kết quả khảo sát, cũng chính là niềm tin của người tờ trợ. Lúc này tôi phải là bỏ hoặc lùm mà những ảnh hưởng này. Cách tôi chọn rất đơn giản và thẳng thừng, là ốm chỉ cho những người tham gia cuộc khảo sát biết Mora nhận được sẽ liên quan đến câu trả lời của họ. Khi đối mặt với cốm dỗ của Mora, hầu hết những mũi dùi đều chọn cách thỏa hiệp. Lúc nào sẽ đảm bảo được tính thuần khiết của dữ liệu, niềm tin yếu ớt của người tài trợ cũng có thể được bảo vệ. Kế hoạch có thể bước đến giai đoạn tiếp theo rồi.
công thức vạn năng. Thường có người hỏi tôi, có cách đường phấn nào một đòn tháng cát không? Tôi sẽ nói bên nãy là có, rồi chọn câu trả lời câu này để trả lời. Tôi đồng ý với quan điểm của anh, nhưng tôi gọi câu này là công thức vạn năng, không có lý do gì khác. Câu này chính là công thức phân tích và lợi dụng nhân tính. Điểm yếu của nhân tính sẽ lộ ra ngay trước mặt nó. Tại sao? Bởi vì con người khao khát được tán đồng, không ai có thể thoát khỏi lẽ thường tình này. Tôi cũng không thể. Tôi từng lồm thương nhân đi khắp nào. Trong thời gian này, tôi đã gặp đủ kiểu người. Eremina, đạo bộ đoàn, thậm chí còn có giáo đoàn vật sao. Cho dù là pháp sư vật sao nổi tiếng với sự cố chấp và phiền phức, khi tôi nói ra câu này cũng sẽ sẵn sàng suy nghĩ lẽ và tìm sự tán đồng với tôi. Tôi dám chắc nếu như tôi có thể nắm được ngôn ngữ của Samai hoặc Hilichun thì chúng cũng sẽ bị ma lực của câu này khống chế. Cho nên tôi hy vọng mọi người đều học được câu này, đặc biệt là đối thủ cạnh tranh của tôi học được câu này. Đối thủ cạnh tranh. Diamond, nghệ thuật giao thiệp. Tên sách nhìn thôi đã thấy chán rồi, không có hứng. Trong này có kẹp một tờ giấy. Đáng trước vài lễ tăng, thơm do nghiên cứu đồ hề làng của nhà An đặc cách. Có cơ hội nhận được phần thưởng là phiếu đặc cách. Phiếu đặc cách, chà, phiếu đặc cách để lãnh kìa. Không ngờ còn có vụ này, chúng ta nhanh lên nào. Đó, mở ra nhiệm vụ. Cuộc sống ở phố đà Mero, nghệ thuật giao thiệp. Tới nhà An đặt cách đó. Dashi mặt dơ á. Dashi mặt dơ. Mong là quài lễ tăng, chúng ta đi thử vận may xem nào. Chào tiểu thư Mong Lan. Cũng thấy khá khó gần đấy. Hay là thử dùng nghệ thuật giao thiệp xem. Đúng nhỉ. Không ngờ quyển sách đó còn có thể phát huy công dụng vào lúc này. Để xem nào. Tìm được rồi. Nếu như lớn tiếng thì có thể ốp đổ đối thủ về mặt khí thế. Ốp đổ đối thủ về mặt khí thế. Tao hiểu rồi. Nó tóm lại là phải lớn dạng hơn một chút chứ gì. Ê, chào tiểu thư Mong Lạc. Tao nghe rồi. Các vị cần gì? Hả? Dùng được thắt nấy. He, tiểu thư Mong Lan, chúng tôi đánh thơm do nghiên cứu độ hề làm. Tôi đi cùng với người này. Chỉ tay về phía mình. Đừng lo, tôi sẽ lắng đọc sách để nhắc nhở bọn. Tóm lại thì cứ nghe theo tôi là được. Bà đã nói nè, là thêm một người tán vì đọc thông báo trong sách. Đúng vậy. Rồi, rốt cuộc có bao nhiêu tờ giấy đây? Thật ra, bỏ đi, không có gì. Khụ, đợi một lúc nhé. Tôi giải thích quy tắc trước. Tổng cộng có 5 câu hỏi. Cứ trả lời nhanh nhất có thể. Chú ý là phải trả lời thật nhanh nhé. Hiểu rồi chứ? Chuẩn bị xong thì chúng ta bắt đầu nhé. Chờ đã, tôi chưa chuẩn bị sẵn sàng. Hiểu rồi, nhanh lên nhé. Bài mòn, chặt, sao là thiếu kiên nhẫn thế chứ? Nhanh lên nhé. Thử hơi nó nói cào gì khó không mà. Chuẩn bị xong rồi, ok. Tao chuẩn bị xong rồi, bài mòn. Cao thứ nhất, giá thức ăn trong nhà
An đặt cách hiện tại có hợp lý hay không mà. Ủa mình từng mua cái thức ăn đó ta? Miễn phí mà. Ừ, phải trả lại thế nào nhỉ? Để xem. Tiền được rồi, hãy thử công thức vạn năng này đi. Trang sách nói tôi đồng ý với quan điểm này, nhưng tình huống nào cũng dùng được. Dù là pháp sư vật sao cũng có thể trao đổi như thường. Ngài có vẻ ghê gớm đấy. Hợp lý, bài mà thích lắm. Để mình chọn câu giữa thôi ra sao ấy. Không hợp lý, tao muốn tàn gió. Hả? Tại sao chứ? Không cần tốt nhất, tao cần đắt nhất. Suy nghĩ gì kỳ lạ thế này? Có ổn không đấy? Trông không bình thường chút nào cả. Có ăn nhầm thứ gì bậy bạ không? Khổ. Cái khổ là nó giống như xin cắt ngon một chút. Hả? Về môn. Dựa theo quy định hạng mục này cần đốt thật nhanh. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo nhé. Rồi sao? Được rồi. Nếu quy định là thế thì câu hỏi thứ hai, trong thời gian ăn cơm, nhà ăn thì cách có cung cấp đủ thức ăn hay không? Đủ thì có đủ, nhưng thật sự rất khó ăn. Vậy ngon. Không đủ, Wesley còn không có để ăn. Trời vậy mà. Rõ ràng là anh ta không muốn ăn mà. Hiểu rồi, tóm lại là không đủ đúng không? À, mày thật, chúng ta bắt đầu câu hỏi tiếp theo nhé. Trước khi câu hỏi thứ ba, tao xin nhắc lại một lần nữa. Hạng mục này có cần trả lời thật nhanh. Vậy này, câu hỏi thứ ba, hệ thống sức ăn ngẫu nhiên có thú vị không? Bây mòn, làm ơn chú ấy tới hương vị đi, hơn đi. Tao đồng ý với quan điểm này, nhưng nếu là sức ăn ngẫu nhiên thì sẽ bất ngờ hơn khi không biết món ăn tiếp theo là gì, đúng chứ? Bài ngoan, ừ, đúng nhỉ? Nghe cô nói sang thì tao là cũng thấy nó rất thú vị. Bài ngoan, sao thế? Tiểu thư mông lan, nó có lấy thật ngoài, cũng thấy khó mà phản bác được. Xin các vị hãy trả lời thật nhanh nhé. Không thú vị. Vì không ăn được món mà tao muốn. Bài mòn cả luôn nè. Lần nào cũng toàn mấy món kỳ lạ. Lần gì có cũng rất bất ngờ chứ. Mong lên. Câu hỏi thứ tư, nếu nhà ăn đặc cách bán có sức ăn theo sở thích thì có hợp lý không? Hả? Sao tự nhiên lại nói nhanh thế? Úp đổ tinh thần dẫn chát chủ đề hình như không đúng. Hay là dùng công thức vận này vậy? Đây là đâu dẫn dắt chủ đề sao? Đừng suy nghĩ quá nhiều, cũng đừng nói chuyện phím. Như tao đã nói lúc trước, cứ dựa vào trực giác để trả lời thật nhanh là được. Không hợp lý bởi vì được rồi, cảm ơn đã trả lời. Sau đây là câu hỏi cuối cùng. Bài mòn, à, bị ngó la à. Câu trả lời của chúng ta vẫn không quan trọng sao? Dựa theo những câu trả lời trên, các vị có hài lòng với hiện trạng của nhà ăn đặc cách không? Khi nãy cô hỏi cái gì ấy nhỉ? Hình như tôi quay hết rồi. Bài mòn. Không sao, cứ xem như hài lòng hết là được. Cũng được. Nhưng sao tôi cứ thấy sơ sơ ở chỗ nào ấy? Ồ, cũng xin tao xin nhắc nhở, nếu trả lời là không thì sẽ không có phiếu đặt cách đâu. Quá đáng lắm luôn á. Vậy cô thì sao? Đang hỏi mình nè. Đừng có la tao chứ. Hoàn toàn không hề làm. Không, xem như là hề làm đi, vì phiếu đặt cách thôi. Hề làng đúng không? Tao hiểu rồi.
Được rồi, cảm ơn đã phối hợp. Sự ủng hộ của các vị chính là động lực để chúng tôi tiến bộ hơn. Xin ký tay nghe đây và nhận lấy phiếu đặc cách. Robot dai cót thông minh, biết bài cũng có thể ký tay nhận quà. Ý nó bày mò nữa. Hả? Tôi cũng có phần mà. Tôi còn không thông gia mà. Mặt khoan, tôi là bay mòn, không phải robot dai cót viết bài nhé. Ồ, được rồi, chúng tôi tôn trọng tất cả đề nghị. Cho nên mọi người và cả robot cũng đều có phần. Nữa, đã nói tôi không phải robot dai cót viết bài mà. Là bay mòn đó, đừng có la tôi như thế. Hiểu rồi, tóm lại, vì để các vị tiết kiệm thời gian, tôi đã điền câu trả lời thay rồi. Nà ní. Đừng lo, số lượng phiếu đặc cách được phát đều như nhau, không có khác biệt gì hết. Tôi đoán tất cả đáp án đều là hề làng hết, đúng không? Về phiếu đặc cách. Bà ta. Nếu vậy thì ký tên vào đây là được. Phần còn lẽ cứ giao cho tôi. Bài mòn. Được thôi. Vừa được nhận phiếu đặc cách, vừa đã phiền phức, làm phiền cô nhái mông lên. Cổ mang đã ủng hộ, xin hãy nhận phiếu đặc cách này. Hẹn gặp lại vào lần nghiên cứu sau. Sau khi nhận phiếu đặc cách, bọn về bài mòn chào tạm biệt mông lên. Nghĩ lạ, thì hình như mông lên không thèm quan tâm đến câu trả lời của chúng ta luôn nhỉ. Chắc là do vấn đề đặt câu hỏi chăng? Mình hỏi. Cao khổ sót rất kỳ lạ. Với tôi cũng thấy tiểu thư mông lên có vẻ mệt mỏi. Nghệ thuật giao thiệp thất bại rồi. Bên ngoài, nghệ thuật giao thiệp cái gì chứ? Loại sách này đúng là vô dụng mà. Tao đồng ý. Nó câu này là bay mòn, nó chạc, nó giận. Là bay mòn có vấn đề. Hả? Tao chỉ lồn theo trang sách chỉ thôi mà. Nhìn đi, chúng ta phải lớn tiếng gì gì đó. Quả nhiên là do sách có vấn đề. Bả ta. Trời ớt, trời ớt. Ớt quá, ớt quá. Nghệ thuật để xem nhà ai ngứa lệ cái chỗ nhà ai ngứa có gì không. Không có gì hết. Ủa cái nick đã mở cho ta. Mấy bạn chờ mình tí nha. Để cái nick để mình dùng cái mình lấy được cái thành tựu của nó cho ta. Nhớ mình không nhớ cái nick nào mà lấy được cái thành tựu. Một hồi lại chỗ ông mông lan nữa, nó nói gì nữa không? Đâu để mình lại chỗ ông mông lan nữa. Xin chào. Hay rồi mọi người ơi.